Rồi con ăn đi. Trứng à? Trứng đó con. Đưa ánh sáng vào. Vậy thì đối với một đứa trẻ có khoảng lên 3 thì con cũng hiểu đạo lý đó không ạ? Hiểu. Nhưng trong cuộc sống của một con người, chúng ta gọi vấn nạn của cuộc sống là bóng tối. Đây rồi. Hai cho mày. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Ôm đi, ôm nhau lại đi, em đang quay nè. Ôm nhau lại. Ôm nhau qua túi bụi đi. Rồi. Ôm tay ôm đó. Trời. Trời. Quẩy tay đi chị, quẩy tay chào. Trời. Ok. Thôi diễn.
Đi, vô. Phải đi ra bãi biển mới được anh ơi. Chừng nào rảnh á. Phải có xin đu nữa. Anh đang gọi là đặt một cái nghĩa là dắt chớp chớp đi khắp thế gian. Để sao? Mình biết thì đó. Thì mình anh đi qua đây anh vô luôn á. Về đây. Quay đi Phan Thiên. Hả? Quay đặng đương Lan Anh nó vô YouTube của anh. Với lại uống gì nè, có cà phê sữa, sữa tươi, trà đường, cà phê nha, cà phê sữa nha. Lúc đó đây kìa. Không. Không hả? Đây con ăn đây. Đây có rồi. Rồi lớn rồi. Đó đi cho cái khác đi em đi. Cho bé miếng cà rốt khác đi. À. Bỏ vô miệng luôn. Bỏ vô luôn.
miếng đi con. Con có nhiều mà. Cái gì vậy? Bánh mì. Kìa, kìa, bé đút anh kìa. Rồi, con đút lát đi kìa. Chúc ơi. Không, không. Wow, yeah, yeah. Thank you. Yeah. Nhưng mà nếu đặt cái tưởng của mình về tương lai ăn chua mỏ thì người ta gọi cái đó là liệu định. Vợ mình đâu, tôi sẽ không tưởng gì con tôi đâu, thì có dừng lại được không? Không, rồi mình đã tưởng rồi. Các chị hiểu ý này không ạ? Các chị hiểu trọng điểm không nè? Luân hồi là sao ạ? Luân rồi sẽ dẫn con đi con đường tối. Tại vì không có cái khái niệm là bóng tối ánh sáng, không có khái niệm có ánh sáng thì không có bóng tối, không có tưởng tượng. Vậy thì nếu mà cha mẹ định hướng được tham tưởng của con theo chiều hướng vào toàn diện ngay từ nhỏ thì các anh chị sẽ cảm giác được một điều là vì con nó sẽ theo đó hình thành thì nó sẽ tốt hơn là bị xã hội dẫn dắt theo chiều hướng tạp. Thử đi. Con đút lát đi kìa. Cái nào con không ăn con đưa lát đi đi. Lát đi phụ con kìa. Trời ơi, dữ rồi. Đút rồi sao lên tới mặt con rồi chứ. Em tìm chỗ, bên đây còn chỗ. Con cho nó đi miếng cà rốt đi. Con cho nó đi miếng này đi. Anh ăn mì thử không anh? Dạ không, mời cả nhà. Anh ăn mì thử không? Chóp cho anh miếng kìa. Chóp cho anh miếng mì kìa, anh ăn thử không? Không. Ôi hơi nhiều. Được rồi, được. Dạ em tin nghe. Dạ. Trời ơi. Rồi con ăn đi, con ăn đi. Rồi. Gì vậy? Lâu không? Trời ơi. Đổ tô canh lên người. Anh bị dính không? Anh tham gia miếng. Khác luôn rồi, hết trơn luôn rồi. Rồi chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày học thứ 3. Thì ngày hôm nay quyết định là phải đi xuống biển. Thứ nhất là thời tiết cũng rất là ủng hộ. À, mặc dù thì trong một buổi sau khi đi, đi. Sau khi buổi học buổi chiều thì có rất là nhiều hoạt động như là tập yoga, bơi lội, chạy bộ. Nhưng mà hôm nay quyết định thì đi xuống bãi biển. Nhà chị Yến dẫn đi em quay. Đi đi. Chú ơi, chú chạy xe ơi. Tinh 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 tinh. Đó, quanh đây là có hồ bơi dành cho người lớn và dành cho trẻ con. Rồi nghe, hai cho con tự đi nha. Kìa, Yến Mẫn đâu kìa. Hỗ trợ, hỗ trợ. Được lên kênh YouTube của Mr. Cảnh nha. Đăng ký chưa chị? Rất là may mắn gặp đồng môn anh Cảnh ở đây. Trời ơi, phát biểu. Lại, không đi. Rồi, đang quay, đang quay.
À, lại, lại, lại. Rồi, rồi. À, rồi. Rồi, rồi. Ủa? Rồi, em rồi nói tiếp đi. Sorry. Rồi trân trọng biết ơn, lấy lại tổng nghiệp coi. Rất là trân trọng biết ơn tổng nghiệp đã có nhân viên đưa mình đến đây để gặp, để được học về những chi tiết của thầy Toàn, cộng thêm là được gặp những cái đồng môn trong nhà năm chín của mình, như là anh Cảnh này ở Kiên Giang nè, chị Yến thì ở Hà Nội bay nhô luôn nè, rất là nhân viên luôn. Còn mình ở đâu? Mình ở đâu cho nói luôn đi. Mình thì ở tên Ninh... gì ở đâu? Mình tên là Mẫn, quê ở Ninh Thuận nhưng mà hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là chào ở đâu chúng ta? Hả? Ở... chào ở đâu? Hiện tại chào thành phố Hồ Chí Minh hay là Chí Minh à, à chào Mẫn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những văn hóa của lớp học. Khi một ai giới thiệu tên và nơi chốn cho mình. Em ơi, cả lớp biết chào. Bậc hai nha. Hôm nay đã qua buổi thứ ba rồi. Ngày thứ ba. Bước bậc đầu tiên rất là nhanh luôn. Đúng không? Chỉ còn có 2 ngày nữa thôi để ở đây thôi. Không được, không đi được ha. Hiện tại mấy anh em đang di chuyển ra biển để ngắm biển Phan Thiết đó mọi người. Đúng rồi. Buổi ném bay cực kỳ đẹp. Wow, có tố chất YouTube. Mọi người, mọi người có thấy hồ bơi chưa? Ủa nhà mình có bao nhiêu người? Có 20 người. 20 bạn hả? 20 ní hả? 59 mình có. Lần này có 20 ní mà được 5 ní và hai dâu rể con cá dắt theo, tổng cộng là 8 người. Là thành viên nhiều nhất trong nhà 59 tham dự cái buổi thấu hiểu nội tâm. Đây các bạn ở nhà sẽ qua hồ bơi thứ hai rất là rộng luôn. Rồi mình sẽ quay hồ bơi. Đây là hồ bơi. Thôi hình như chắc. Dạ. Mấy cái bên đó là cái gì ta? Villa. Ở bên tắm hồ bơi này đúng không? Cái hồ bơi ra xuống tắm lên. Bên trái là bên trái của các anh chị là hồ bơi gì đó. Bơi ha anh. Yeah, anh ơi. Nam. Anh Nam đang chuẩn bị bơi kìa. Yeah. Phải biết anh bơi vậy là gửi anh Cảnh cho bơi rồi. Nào cũng bơi mà. Đây ha, đang quay nha anh ơi. Quay. Ờ, quay cơ thể có sao không? Chưa. À đâu không sao đúng không? Anh Nam mặc đâu, đang mặc đồ chưa? Ờ chị à, chưa hả? Chưa. Chưa bận. Mà lỡ có phải là quay có sao không? Cũng không sao đúng không? Biết ơn anh, chút nữa quay lại nghe. Anh Nam là ở trong Kiên Giang đó chị. Anh đang làm cơ đó. Anh là làm dự án bên thảo dược rồi đó. Thầy phải nói á. Các hồ bơi, các hồ bơi của các anh chị đều là những cái học viên của lớp thấu hiểu nội tâm đó cả nhà. Giờ giải lao mọi người tranh thủ là thứ nhất là chạy nè, rèn luyện để tạo thể chất 21 cây. Đó. Thứ hai là bơi 2 cây. Có nước nha các bạn. Rồi thứ ba là có nước nha, có nước nha. Để mà nước nha, có nước bỏ khớp. Rồi xuống nè. Chỗ này nó hơi khó đi một tí nên đó, mình đang di chuyển từ từ. Chết rồi, đi đi. Dốc. Ủa sao giống IT đang chạy dưới? Sao không đi về phòng? Chưa chạy đâu. Đi rồi. Đang hôm nay hơi sóng. Rồi. Hôm nay cùng hai hả mọi người?
tháng rưỡi lên tới Tết rồi. Có chân rồi nên biển hơi bị đẹp. Tối quá à, bye bye, chào cô chú, chào anh chị đi chắc rồi. Bye bye. Bye bye đi con. Nó đang bị đơ. Đi đường nào đây? Nước này ấm không ta? Nước ấm không chị? Không lẽ mình đi tới đây mà mình không có bơi được ngày nào hả anh? Làm gì? Làm gì? Kéo thuyền, kéo lưới. Rồi đưa cái chưa? Rồi phao gì phát nước vô mặt á, nhẹ nhàng thôi. Rồi. Các chị có phải để ý và quy định cho con không? Có để ý cái không ta? Con ăn cái gì hàng ngày có tự quyết định được gì? Đây là ngoài phiến nha. Sáng thì ra ngoài trước khu vực lễ tân để quay cho mọi người xem cũng như chụp được những mô hình lưu niệm. Đó, đây là gọi là cái có một cái xe ở đây nè. Xe ở đây chắc không biết để làm gì nữa, chở gì đó. Mình nên mình ngồi. Ở phía trước này rất là yên tĩnh ha.
Rồi hai cho con vô nè. Cho nó vô bàn này chơi nè, có ông già Noel nè. Rồi anh thả con xuống đi. Con nắm tay đó đi nghe. Rồi thả. Rồi thả chớp xuống đi. Rồi con nắm tay đó đi, nắm tay đó đi. Nắm tay đó đi. Con giúp đó đi kìa. Quay lại giúp đó đi, dẫn đi vô cây thông Noel. Rồi đó đi, con giúp anh kìa. Wow đi anh. Wow. Rồi đi, đi 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 chấp ơi. Tại đâu con? Nhanh lên, nắm tay đó đi. Wow. Kìa. Lại dẫn đó đi, đi lại chỗ cây thông Noel kìa. Chưa. Chấp chấp rồi đi tỏ ra đi, đi tới cho nó chưa. Cho đó đi, ngồi xuống đi, ngồi ghế đi. Ghế đâu con? Ghế đâu? Ghế đâu? Ghế đâu chị ta đi ơi? Ghế đâu con? Dạ. Thì đưa dẫn đó đi lại ghế rồi chơi. Con dẫn đó đi lại ghế rồi chơi. Đi, đi con, dẫn đó đi ngồi ghế đi rồi chơi. Kìa kìa. Kìa. Ghế con phải nắm tay đó đi mới biết. Ghế đâu con? Nhanh lên. Chớp ơi nhìn nè con. Chớp ơi. Con gì chứ? Đội nón lại đàng hoàng cho ông già Noel đi con. Rồi nó lại. Thôi, con lột cái gì á? Rồi đi nè, đi nè. Đi con ơi. Thank you.
Trời. Rồi nha, đứng xa lùi hai bước nữa. Rồi anh giơ tay ra. Rồi. Ok, khi nào có dịp lại gặp nhau. Rồi bye bye mày. Rồi gặp nhau. Kiếm cái job nào cho anh là anh chuyển. Cool. Yes.